Nhà sản xuất Thách Thức Danh Hài tiết lộ tình hình hiện tại của Hoài Linh. Nhà sản xuất của chương trình cũng đã suy nghĩ đến việc thay đổi vị trí của nam danh hài sau những chuyện không hay. Đạo diễn Thách Thức Danh Hài đã có thông báo rằng Hoài Linh và Minh Nhí sẽ ngồi ghế nóng chương trình mùa thứ bảy. Thế nhưng nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào những ồn ào liên quan đến vấn đề quỹ từ thiện của Mạnh Thường Quân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Nhiều ý kiến trên mạng đã lên tiếng và yêu cầu ekip thông báo về vị trí ban giám khảo của nam danh hài. Mới đây, ông Trùm Colorman đã có chia sẻ ngắn về nhận định cá nhân về nghệ sĩ Hoài Linh. Trong đoạn clip được đăng tải trên trang YouTube, Colorman đã được một khán giả hỏi thăm tình hình hai cái ghế của Thách Thức Danh Hài. Nam đạo diễn đã chia sẻ góc nhìn cá nhân. Hai cái ghế thì giờ tính lại thôi, có vẻ anh Hoài Linh không có tinh thần, anh buồn lắm, anh đâu có làm được đâu. Thôi thì khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cho bà con. Liên quan đến sự việc có nhiều mâu thuẫn trong thời gian gần đây, danh hài Hoài Linh lên tiếng về số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng bị chậm trễ kế hoạch so với dự định. Mặc dù nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi đến bà con, thế nhưng sự bất nhất trong các sao kê khiến nhiều người bất bình. Cư dân mạng đổ xô vào fanpage của chương trình Thách Thức Danh Hài để kêu gọi loại bỏ vị trí giám khảo của Hoài Linh. Gần đây, nam danh hài xuất hiện tình cờ trong clip ca sĩ Hà Thanh Xuân ghi lại khi ghé thăm nhà thờ tổ. Nghệ sĩ lộ vẻ gầy gò, tiêu tụy và thiếu sức sống. Mặc dù chưa xác định được thời gian chính xác quay video, nhưng nhìn trang phục và đặc biệt chiếc khẩu trang để đảm bảo phòng dịch, nhiều người nhận định đây là khoảnh khắc được ghi lại mới nhất.